Tôi nhắn alt rồi lăn chuột để phóng to cái mảnh lên. Rồi cái phần đây ta sẽ thấy dòng chữ như thế này. Nhấn phím M trên bàn phím rồi to hết cái dòng chữ này. Rồi, nhấn phím Shift để tăng thêm vùng chọn. Nhấn Alt để bỏ mấy chỗ mà chúng ta không cần tách ra. Chúng ta chỉ tách cái dòng chữ này thôi trên sản phẩm. Ta kéo rồi bỏ những vùng không cần tách. Đó, khi xong như thế này, các bạn bấm Shift F5. Các bạn cái chỗ view này, user này, các bạn để là content aware này, các bạn nhấn ok. Hoặc các bạn nhấn phím enter là cái chỗ đó sẽ biến mất. Rồi, tôi đục một bên. Tương tự như vậy tôi cũng làm như thế với bên đây. Bấm shift để tăng vùng chọn. Giữ phím Alt để bỏ những vùng chọn đi. Những vùng mà ta không cần tắt. Rồi. Rồi. Đi xong các bạn nhấn Shift 5 rồi nhấn Enter. Rồi. Cái chỗ này các bạn tô đi. Rồi các bạn nhấn phím S trên bàn phím để chuyển qua công cụ này. Các bạn giữ phím mở ngoặc đóng ngoặc để phóng to cỏ trên bàn phím. Rồi, các bạn canh đúng rồi. Rồi, xong. Rồi, tiếp theo phần phía này, cái dấu chấm này thì ta nhấn phím M. Rồi, dùng chữ S. Rồi. Rồi, thế vô. Để xong. Rồi, cái phía chữ trong này các bạn nhấn phím M trên bàn phím rồi tạo vùng chọn phía trong. Tiếp đó các bạn nhấn phím F. Rồi lấy mẫu bên này. Để lấy mẫu thì các bạn nhấn Alt nha. Rồi bạn kéo. Các bạn ấn 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 từ thôi thì nó sẽ lấp đầy. Mình có gọi kéo queo đó thì nó ấy. Rồi. Còn cái phần phía chỗ này thì các bạn tôi nhấn phím M rồi tô đen nó. Tiếp đến các bạn nhấn phím Y trên bàn phím để chuyển sang công cụ này. Đó, công cụ Bắt chun nè. Các bạn nhấn vào đó rồi kéo nó về phía mà các bạn thấy các vùng tương tự. Vậy xong. Đây cũng được. Thôi nhìn cũng ok. Vậy là xong rồi. Các bạn nhấn phím Shift Ctrl cộng với Alt rồi bấm phím S trên bàn phím. Rồi chọn hiện diện CPR, rồi chọn chất lượng, rồi kích thước như vậy, rồi bấm Save. Rồi bấm Save lần nữa, chọn Undo, xong. Vậy là ta đã có cái bức ảnh rồi. Rồi bây giờ các bạn có thể vào xem bức ảnh như thế nào. Nha. Đây là bức ảnh mà ta vừa tách ra xong. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.